Cái dây này là ngàn năm có một đấy. Cái dây đập thẻ này ngàn năm có một đấy. Bà. Trời thôi. KK RMA Here we Thấy chưa, anh Phúc bảo cái dây này là ngàn năm là có một. Bây giờ là hết mồi rồi. Mà bây giờ là hết hết con mẹ nó mồi. Bây giờ hết con mẹ nó mồi lỡ lên rồi. Bây giờ hết con mẹ nó mồi rồi. Bây giờ sao ta? Bây giờ mình có đâm luôn kèo Ronaldo không nhỉ? Tiếp đà hưng phấn. Đúng không? Mình phải tiếp cái đà hưng phấn. Đây. Coi như con này làm mồi. Ăn siêu. World Cup 22 sắp tới bị limit nha. À, mình đúng cái dây ngàn năm có một nó về một luôn. Mà không sao. Có vẻ như là FIFA Online 4 nó chỉ muốn lấy cái thẻ làm lại của thằng em thôi. Chỉ muốn lấy cái thẻ làm lại của thằng em thôi. Trời ơi. Ăn siêu. Here we go. Con git này là anh Phúc cũng tặng thì kèo này nó không thể nào mà nó lên được. Con này rất là khó tính luôn. Rakitic. Con hàng này là đá cho Barca. Barcelona. Bọn hôm nay đập kèo nào nó cũng lên, nó thề luôn, đập kèo nào nó cũng lên. Nó kèo nó cũng đừng hỏi câu này sót à. Phải game sập là mình hơi mệt đấy. Mất chén cơm. Ôi má. Có cái nào đứt cái chuối, có cái nào đứt cái chuối không ta? Đừng như vậy nhá, đừng nhá, đừng nhá. Đừng. Một trăm phần trăm phun vạt lại có thể bảo vệ nữa thì tỷ lệ nó sẽ là bao nhiêu đây? Bốn thôi, một nhịp nó đập nhá. Đây rồi, vợ của Vũ Nhật đang xem thì cho Phúc xin phép được tặng cho vợ em một con Bruno 23 Totti cộng năm này. Má. FIFA nó chỉ muốn lấy của em cái thẻ làm lại thôi. FIFA nó chỉ muốn lấy cái thẻ làm lại của thằng em thôi. Tiếp nối truyền Ok. thống mà. Tiếp nối truyền thống là quá khứ không có giveaway thì tương lai cũng sẽ không có. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp. Đỡ tốn. Truyền thống tiết kiệm. Tiết kiệm cho streamer. Bà. Đau, thấy đau tay, tự nhiên thấy đau tay, chuyện thấy đau tay cái kèo này ghê ta, thấy đau cái tay ghê ta. Tay đau là có lý do hết, tay đau là có lý do hết. Tay đau là có lý do hết. Bà. Con hàng này nghi quá, con hàng này nghi đứt cái chuỗi của mình quá. Cũng muốn rớt lắm, thật sự là cũng muốn rớt lắm. Cũng muốn rớt lắm chứ.